Rồi giờ mở Lexit lên. Đây lựa chọn mô hình. Ở đây thường là thấy chạy là chạy ngay, Đó là chiều cao là không thì mình cứ siêu cao mình an toàn, mình cứ mua thẳng thôi không sao. Đây là đường, đây là cao độ là 0.8, bề rộng đường là cái chân nữa hả? Cái chân nó được lấy nữa. chân thôi. Sao là 35 mét đi, 35 mét mình mô phỏng thêm qua phía bên này nữa, nó đảm bảo cái bề này khoảng 3 lần B nữa, nên mô hình là ra mỗi bên là 50 mét. Nên là đây chỉnh lại, ở đây là trừ 5, 50, 50. Ở đáy là đây có phần địa chất. À, tính quay ngược ra từ tiên quay ngược ra sao? Ở đây là 20 mét bùn. Nên mình nhập cho nó cho trừ 30 đi. Tính thêm 10 lớp đất tốt ở phía dưới, 10 mét đất tốt ở phía dưới. Đây cao độ là 2.7 nên cho nó 300 chia là 10. Sau năm nữa vẽ ra ở đây là ba mươi lăm mà chia 2 17,5. Mười mét trong 18 mét đây, 8 mét ra đây. Đây đây là trừ 18, cho là cao độ là không đi, là 10. Đây là 0,5. Bốn mét rưỡi trừ 10, trừ 10 bốn mét rưỡi, qua bên kia là 10 bốn mét rưỡi, 18 không 8 không, mà qua bên này mình cho bên này nó bằng luôn đi ha, cho bằng ra luôn đi, ra bằng cho ra là 50 không, 50 trừ 20, 50 trừ 30, qua bên này là trừ 50 trừ 30. Đây đường hiện hữu cao độ là cho 2 chấm, ở đây 1.82 cho 2 chấm. Mà đây coi cái đây ra đây bằng bao nhiêu rồi chứ. Năm mét, cái đường hiện hữu này rộng bao nhiêu mét ha? 20 mét. Mình cứ vẽ mình điều chỉnh sau, trừ 50 không, một mét lên cao à, cho là 1 1, 1 mét, 1 mét 0.78, 1 mét nghĩa là trừ 19, mét trừ 19 dương lên là 0,8.
1.8 2 chấm, nhưng mà hồi nãy là mình để đây là không không rồi. Cái cao độ này mình đo là đúng luôn đúng không? Đây là nó tỷ lệ rồi. Cái đo cái thước theo phương đứng này nè. Đo là đúng luôn rồi đúng không? Sau đó trên làm với hai cái tự nhiên nó như thế nào? Giờ 1.75 1.79 hai cái nào? Giờ như cái này với cái này đi. Chính xác đúng không? Không, để mình đo hồi nãy là do mô hình là ngay chỗ này nè, lấy ở đây là không không á với 25 1m25 đường rộng 20m nghĩa là -3 -49 thì tới -50 rồi, -50 1.25. Sau đó anh chữa tọa độ này lại, ví dụ như đây là 1.25. Không không cần chữa. Cái đường này mấy bên kia nằm ở 2.5. Đắp cao á. Cao 2.5. Đây là 1.8 là đại. Dạ. Vậy thì mình chỉnh chỉnh tọa độ lại thôi. Chỉnh lại, ví dụ mình chỉnh cái nút số 9 này lại. Nút số 9 này nè. 0.8 được kê lại cho nó đẹp các bạn. 0.8 nè. 0.8. Đó là cao độ hả? Không, đang tính với mặt tự nhiên mà mặt tự nhiên là không không mà nó là 0.8. Đang tính từ dưới này tính lên á, đó là đang đang tính là đắp cao tổng cái này là 4,5 m đó, thì đang tính với ngay chỗ này. Đây chứ một chấm ba đây sửa thành là 1.3. Ngay chỗ nút số 10 ra kia là 2 chấm. Rồi, điểm 1.3 thì như là cái điểm 1.8 thì nó 1.3 mà nó thấy 2.5. 2.5 thì nó là thêm 80 phần nữa. À, 70 phần nữa. Điểm số 10 này mình tăng lên thôi. Và thêm 70 phần là 1.3 và 70 phần. 1.9 đi. Cho 2 cũng được. Sau đó mình nối cái hai này lại. Và đường hiện hữu của mình thì mình sẽ nối liền mấy này lại. Đó là phần mô hình thì mình đóng điều kiện biên lại. Nhằm ở đây dưới này mình còn có một lớp đất tốt nữa. Ví dụ như mình vẽ thêm là à, có rồi chứ. Giờ tới vẽ lớp bùn ở đây là -50 -20 50 -20 giờ địa chất thì ví dụ mình sẽ có là ví dụ như lớp bùn, lớp cát là lớp đất đắp, lớp cát của nền hiện hữu và lớp đất tốt ở phía dưới. Xong mình sửa cái tên lại ở đây là đất lớp bùn. Thì phần thông số thì mình sẽ khai báo giống như các cái bài hôm trước. Như nhập theo mô hình Moculum hoặc là mô hình đất yếu lớp 2. Lớp 2 là cho lớp ngay dưới này đất đắp
Radar là của nền hiện hữu của cái đường phía bên cạnh. Đường hiện hữu. Cái chỗ mà mới đó là mình phải khai thêm cái đường tự nhiên, cái vùng không tính 5, không tính 6 gì đó. Tự nhiên không tính chính đó. Đây 0.5 đây. 0.5 là mình đạo xuống. Mình đạo xuống rồi. À, cái đường tự nhiên là mình nằm ở trên đó. Cái đường này. À, đúng rồi, cái đó là tự nhiên là mình đạo quét vùng mới sang mắt lên. Đúng rồi. 0.8. Coi lại cái máy của nó. Đúng rồi. Thì ví dụ như mà vẽ chính xác thì mình phải vẽ nó như thế này. Đó, mình đang giả sử cái này là nền tự nhiên, sau này mình sẽ thay lại. Rồi mình hoặc là mình vẽ xong thì mình hạ cao độ của điểm số 1 với số 2 này xuống nè. Đây là ví dụ như lúc nãy nó đang là 4 chấm, bây giờ xuống 0.9 thì nó còn lại là 3.6 thôi. Đó, để sau này tổng lại nó đủ là 4.5. Mình không cần phải xóa, mình vô mình thay đổi tọa độ thôi. Giờ ở trong cái phiên bản cũ á, mà khai báo bắt thấm thì khai báo như thế nào? Thì đây nó có cái phần tử drain. Drain là để thoát nước. Nhưng mà ở đây cái phần tử này mà khi vẽ vào thì vẽ mình cũng vẽ giống như các cái kết cấu khác, là nhập tọa độ hoặc là lít chuột trên màn hình. Nếu cái phần tử này thì nó lại không khai báo được là bề dày là bao nhiêu, bề dày của bắc thắm và đường kính bắc thắm, để tính ra được cái công thức quy đổi á, quy đổi n giống như tiêu chuẩn thì trong này nó không có cái đó. Là ví dụ như cứ vẽ bắt thắm vào là mình cắm vào đây ha. Đây cứ vẽ cái thứ còn là ví dụ như mà mô hình đúng thì mình phải ngồi mình nhập giống như trong cái kế của mình đó vậy. À. Đây là bắc thắm. Ở trong cái phiên bản cũ này á, thì cái phần mà áp lực hút chân không của cái khoảng bắc thắm này là không có, nó chưa có đưa vô được. Thì muốn mà dùng cái phiên bản này mà định mô tả mà bắc thắm hút chân không á, thì mình phải dùng cái gọi là cái tải trọng áp lực bên. Thì mình dùng cái áp lực bên đẩy từ bên này sang. Mình là mình, bởi vì đặc điểm của bắt đám hút chân không là mình có một cái màng kín khí để mình tạo ra cái áp lực là ở trên là sigma 1 với sigma 3 là bằng nhau để nén đất lại. Nên ví dụ như mình coi cái màng kín khí của mình, giả sử như nằm từ đây đến đây, và bên này mình cũng có một đường, ở trên này mình cũng có một cái màng kín khí, là nó phải có một cái áp lực phía trên chạy xuống nữa. Đó. Đây là nói liền cái nói nhau không cần. Còn với ví dụ muốn đúng chính xác thì anh phải vẽ nó ở trên này. Rồi bây giờ mình mới khai báo cái áp lực hút chân không này là bao nhiêu. Nhưng mà nếu như mà khai báo qua cái tải trọng này, nó có một cái hay là gì? Là cái áp lực hút chân không nó không phải lúc nào nó cũng 80 kg từ trên xuống dưới. Thì mình đặt cái ten sao để mình đo cái ứng suất của nó thì không phải lúc nào nó cũng là bằng nhau.
Đây. Mà nó sẽ thay đổi giống như cái dạng hình thang á. Ví dụ như anh đây ảnh chạy ảnh công phu quá thì ảnh mô hình kín hết, kín hết. Thì mình làm thực tế mình sẽ làm công phu mình nối kín hết nó lại giống như màng kín khí á. Thì áp lực ở trên này là 80 nhưng mà xuống này thì còn 70 thôi. Tức là cái này là do phụ thuộc vào ví dụ như các công trình trước mình đã làm rồi. Mặc dù là cái đồng hồ ở trên là báo là 80 nhưng mà xuống dưới sau là nó còn 70 thôi. Thì mình sẽ khai báo được, ví dụ như ở đây lúc này tải của nó là theo phương x. Theo phương x mà điểm số 0 là điểm trên này. Là này là cùng chiều trục x thì mình sẽ nhập là 80. Điểm 42 là điểm phía dưới ở đây. Mình nhập là từ là 70. Thì nó sẽ ra cái áp lực hút chân không là thay đổi theo chiều sâu. Còn nếu như phiên bản mới mình chỉ nhập giá trị áp lực hút chân không vô thôi, nó không có thay đổi theo chiều sâu. Cái này mình cũng phải sửa lại. Ở đây là ngược chiều trục x, trừ 80, trừ 70. Ở đây là trừ 80, trừ 80. Phía trên này là lúc nào cũng là 80. Cái này mà vẽ nhanh thì lúc đầu tiên mình vẽ cái tải trọng trước, sau đó mình hãy vẽ các cái đường bắc thắm thì nó tự chia mình đỡ phải tốn công và lít như thế này. Rồi xong cái phần bắt thắm hút chân không. Rồi sau đó mình ví dụ như giả sử mình dự kiến biết đường nào ở đây nó cũng bị rồi. Rồi ví dụ mình vẽ luôn cái tường cọc xi măng đắt vào đây. Đây là mình dự kiến á. Thì sau này ví dụ như mà nó chuyển vị ngang nhiều thì mình đưa cái tường vào. Cho nên ở trong này mình phải thêm cái vật liệu là tường xi măng đất. Rằng lá xít này là mình chạy phương án được, mình cứ vẽ hết kết cấu của mình vào, sau đó mình muốn kích cái gì lên thì mình kích là nó thành ra một phương án mới, mình so sánh trên một file được. Dù như đây là mình chuẩn bị sẵn thôi, còn mình kích hay không lên hay không là chuyện của mình. Cho 15.3 e của nó là khoảng 2,3 em 5 0,25. Mình khai báo nhưng mình đừng có kéo vào, để lát nữa mình chạy một pha là không xử lý, một pha là có xử lý thì chuyển vị ngang là ảnh hưởng nó sẽ khác. Hoặc nếu như mình muốn so sánh thêm với cọc ván dưỡng lực, cọc ván thép á, cọc ván thép chứ không phải cọc ván dưỡng lực, thì mình vẽ luôn cái phần tử tắm vào đây. Vẽ mình để sẵn ở đây, bây giờ nhìn vẽ đến đây thôi. Thì trong đây mình cũng phải chuẩn bị cái loại vật liệu là phần tử à. Tường, tường trắng ở đây. Mình thay đổi cái này lại thành là cừ.
xem. Giả sử mình để giá trị này mặc định ở đây, nhưng mình cho này bằng không. Rồi cái này thì mình gán vào, rồi qua kia mình kích lên hay không kích. Ở trong đây của mình đang còn có một lớp là vải địa kỹ thuật. Nó khi mô hình vải địa kỹ thuật đó, thì mình không cần phải mô hình cái móc này đâu. Cái móc này nó thuộc yêu cầu cấu tạo để khỏi tuột vải. Còn cái mô hình này mình chỉ mô hình từ cái chấm này qua thôi. Mình vẽ thêm cái móc này vào, hai cái nút này nó sát quá, lúc phát sinh phần tự hoàn nó sẽ báo lỗi. Nên ví dụ như mình vẽ thêm vô là vải địa kỹ thuật. Thì nó trùng với trong này nè. Nên vậy mình cũng phải thêm một cái loại vật liệu là vải địa kỹ thuật. Edit mình sửa thành là vải địa kỹ thuật. Như như bao nhiêu ký á, như là 25. Thế đây mình sẽ nhập vào 10 ký, nhập 10 ký. Giả sử biến dạng là 10%, nó có công thức tính á, mình nhập vô. Xong mình gán vật liệu vừa vải địa kỹ thuật vào. Nó xong cái phần mô hình. Giờ anh mới chạy thử. Ví dụ như chính xác nữa thì mình muốn làm thêm ở đây, mình phải khai báo tải của xe đang chạy ở trên này. Thì ví dụ như cái đường mình đang hút nó đang bị lún xuống mà xe nó chạy qua nó dập thêm nữa thì nó sẽ lún nhiều hơn nữa, phát sinh lại lưới nó mịn hơn. À, giờ còn cái phần đắp đắp này nó chưa có mình nè, thì mình làm mình riêng một vùng đó thôi. Và của cái đường phía bên này. Đó là mình cục bộ. À, giờ mình mới chạy nè. Nước thì giả sử là mình cho anh nằm ở đây, giờ tính điều kiện ban đầu thì đây là nền hiện hữu là có nè, ở đây mình bỏ cái này đi. Bây giờ ở đây là nó có chênh lệch giữa hai phần với nhau, cho nên mình phải tính theo phương pháp là phương pháp trọng lực chứ không phải phương pháp K0. Như hôm trước có nói khi nào thì dùng trọng lực, khi nào dùng K0. Ở đây nó có cái nền đường hiện hữu cho nên mình phải tính theo phương pháp là trọng lực. Thì do là chưa có tính ứng suất tự nhiên cho nên ở đây qua cái pha này mình phải tính lại, tính là ứng suất tự nhiên. Tính tổng mình nhập giá trị đây bằng 1, nhưng ở bên này mình phải bỏ qua cái hành động ứng xử không thoát nước của đất để tránh trường hợp nó chạy bị sai về ứng suất. Đây là khuyến cáo của phần mềm mình phải theo, nếu mình không theo thì sau này chạy ra cái đồ lún nó sẽ khác so với ngoài thực tế. Giờ mình qua pha tiếp theo. Ví dụ như mình sẽ là thi công bắt thấp và hút chân không luôn. Cho là phân tích cố kết, đặt cái tên là bắt thấm. Bắt thấm hút chân không. Cho vết vùng đúng không?
Gác bộ. Nên mình reset chuẩn bị zero, bởi vì nền đường hiện hữu là với lại cái mạch ngoài đó là nó không có lún gì hết. Mình reset nó lại. Nó nhầm. Đó. Để thể hiện cái vết bùn ở đây thì mình sẽ kéo cái lớp đắp đắp vào đây, mình thả vào đây thì nó sẽ thể hiện là mình đã vét cái lớp bùn đó bỏ đi. Vét lớp bùn này trong thời gian bao nhiêu ngày là do cái kinh nghiệm đã làm các dự án trước mình có được. Nhập 20 ngày chẳng hạn, xong mình tính. Sau khi vét bùn xong thì mình mới tới tiến hành là làm bắt thấm. Làm bắt thấm trong thời gian là cắm bắt thấm là mất mấy ngày. Cắm bắt thấm và mình cũng reset chuyển về bằng không, vì cái phần vết vết bùn nó bù vào phần đó nó lún không có bao nhiêu hết đó, mình cho bằng không, mình khỏi cộng vào. Cắm bắt thấm trong vòng 1 tháng để kích hoạt bắt thấm lên á, thì mình phải chuyển qua cái phần nước, thì đây nó thuộc dạng là tiêu tán áp lực nước thì mình mới kích được bắt thấm lên. Kích bắt thấm lên thì nó sẽ sáng lên, cái màu nó hơi khó phân biệt chút xíu. Rồi. Hồi nãy mình có một đường ở đây nữa nhưng mình không kích lên thì nó không hiểu là không có. Rồi xong ở đây mình đóng điều kiện biên cố kết lại, biên của mình đóng điều kiện biên cố kết, đóng từ trên xuống dưới. Đó là mình khai báo thì mình chuyển qua bên này mình mới thấy là cái bắt thăm này nó sáng lên. Rồi. Ví dụ như mình muốn khai báo mà hút chân không, ở đây mình kích tải này lên, kích tải này lên, kích luôn cả vải địa kỹ thuật lên. Và mình đắp gia tải luôn. Ở đây thì nó còn một cái lớp vải địa kỹ thuật ở trên này để chịu lực, nhưng mình không, hồi nãy mình không có vẽ vào cho nên giờ mình không có cái gì kích lên. Ví dụ như mình làm đúng rồi mình phải vẽ lên để bây giờ mình có cái mình kích lên. Rồi, sau đó mình mới chạy.
Do chạy cú kết chạy hơi lâu phải đợi.